Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Võ Đi Gia Huy và ngày hôm nay Huy rất là vinh dự và hạnh phúc khi vai diễn Ian của bộ phim Thương Mẹ Con Đi đã giúp Huy nhận được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc của tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 6 năm 2019. Đây là một vai diễn rất là có nhiều kỷ niệm đối với Huy trong bước đường làm nghệ thuật và cảm xúc của Huy rất là vui. Và việc được tham gia giải thưởng Ngôi Sao Xanh chính là nguồn động lực cũng như là một sự ghi nhận rất lớn đối với bản thân của Huy trên con đường hoạt động nghệ thuật. Mong mọi người hãy bình chọn cho Huy theo cú pháp NSX khoảng trắng DA04 và gửi tới 8279 hoặc truy cập website giải thưởng ngôi sao xanh.vn và làm theo hướng dẫn nhé. Tham gia bình chọn, quý vị còn có cơ hội trúng thưởng những phần quà giá trị thông qua hệ thống quay số ngẫu nhiên. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, quý vị hãy nhanh tay tham gia bình chọn để Huy có cơ hội tiếp nhận được giải thưởng ngôi sao xanh 2019, vừa tranh thủ sẵn cho mình và người thân những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức quý vị nhé. Và Huy hẹn gặp lại mọi người tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh vào ngày 27 tháng 12 tại nhà thi đấu quân khu 7 nhé. Để nhận được những chiếc vé miễn phí tham gia trực tiếp lễ trao giải Ngôi Sao Xanh cùng với Huy, các bạn hãy truy cập vào trang web giải thưởng ngôi sao xanh.vn để biết thêm chi tiết nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.